Đã bao giờ chúng ta ngồi lại và ngẫm nghĩ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để bày tỏ tấm lòng của mình với những người mà mình yêu thương nhất chưa? Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời thú nhận. Em cảm ơn anh rất nhiều, dám hy sinh một phần thân thể của mình để mà giúp vợ trả nợ được một phần nào. Các bạn có biết chúng tôi đã như thế nào không? Các bạn có biết chúng tôi đã trải qua những gì không? Mà các bạn nói những điều như vậy trước mặt tất cả các em. Mẹ hay nói con là con không có thương mẹ. Mà con hỏi thật nhá, mẹ có nghĩ vậy thật không? Mẹ không nghĩ thế. Ai mà không có những nỗi niềm chất chứa trong lòng không thể mở thành lời. Những lời chưa nói làm cho trái tim mình thổn thức. Nhưng nếu như chúng ta cứ mãi do dự, liệu rằng đến một lúc nào đó chúng ta có thể mạnh mẽ để vượt qua sự hối hận khi không còn cơ hội để nói hay không? Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá bất đã hơn 50 tuổi rồi, thì bây giờ lại con mới lại nói được lời là cảm ơn mẹ. Tụi con có lỗi mẹ rất nhiều. Hứa mai rồi hứa bố, hứa tuần sau rồi hứa tháng sau. Mẹ điện thoại mẹ nói rằng mà hứa hoài không về. Nếu ba của Ân còn mà được nghe thấy Ân nói những cái lời xin lỗi ba mẹ, rồi thấy cái sự trưởng thành của Ân, thì chắc ba sẽ vui lắm. Một lời nói có thể xóa tan những hiểu lầm, có thể hàn gắn những vết thương lòng. Đây là cái ôm đầu tiên mà em ôm mẹ. Và một lời nói có thể bắt đầu cho một mối quan hệ. Có bao giờ trong suốt 18 năm á, em có cơ hội không? Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta đang làm cho những người mà mình yêu thương được hạnh phúc. Vậy các bạn còn chần chờ? Các bạn còn e ngại điều gì mà chưa mở lời? Nếu như các bạn đã sẵn sàng và đang mong chờ một cơ hội, một phương thức để thể hiện lời chưa nói một cách phù hợp nhất, thì hãy đến với chương trình Lời Chưa Nói. Đến với Lời Chưa Nói để chúng ta có thể theo dõi những câu chuyện chân thật nhất, để nhìn thấy mình trong những câu chuyện ấy, và hơn hết giúp chúng ta can đảm, tự tin để có thể bày tỏ tất cả những điều mình còn đang cất giấu trong lòng. 10 năm làm nghề mối thường nhất là bạn khóc. Tại vì sao? Em y chang. Bữa nay quá nhiều niềm vui, quá nhiều bất ngờ luôn ha. Đây là cái niềm mà hạnh phúc nhất mà con gái mình đã đem đến. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Lời Chưa Nói phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ năm trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2018.